Thưa quý vị, nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc là cái tên quen thuộc của sân khấu Việt Nam. Bà đã có hơn 50 năm là người viết, người diễn, người dàn dựng, người giảng dạy và là người truyền cảm hứng. Với một vai trò thì bà đều cống hiến hết mình và được nhiều thế hệ các nghệ sĩ và khán giả trân trọng. Đánh dấu tuổi 70 của mình, bà vừa cho ra mắt cuốn sách kịch bản Cô Đào Hát là nguồn tài liệu đáng quý cho các đơn vị sân khấu và các trường đào tạo ngành sân khấu trên cả nước. Và bà cũng là nhân vật của Việt Nam Ngày Mới hôm nay. Cô Đào Hát, tuyển tập kịch bản sân khấu với 6 tác phẩm đã được dựng diễn, gồm Cô Đào Hát, Vầng Trăng Ai Xẻ, Tí Ơi, Má Dìa, Giữa Hai Bờ Sương Khói, Hãy Khóc Đi Em và Người Đàn Bà Thất Lạc. Đây đều là những tác phẩm khắc họa đậm nét, phong cách biên kịch của tác giả. Đây còn là nguồn kịch bản đáng quý cho các đơn vị sân khấu cả nước, dàn dựng, biểu diễn. Tại sao mà nghĩ là người đồng hành? Bởi vì chúng tôi đã rất là vất vả, rất là chăm chút và lúc cùng viết với nhau, cùng chấp bút với nhau thì đó là tất cả những tâm huyết mà chúng tôi muốn gửi gắm đến sân khấu. Khi mà cầm được cái cuốn kịch bản này thì em thấy rất là hay, bởi vì những cái câu từ của cô nó rất là giống như em nói là nó rất là đời, và kiểu như là thấy từng cái cảm xúc trong đó mà em có thể cảm nhận được qua từng cái câu chữ của cô. Với hơn 70 kịch bản sân khấu, hơn 30 kịch bản điện ảnh và hàng trăm tập phim truyền hình, dựng trên 30 vở diễn sân khấu, nghiên cứu về sân khấu và cải lương, nhà văn Minh Ngọc gần như dành trọn đam mê của mình cho con chữ, cho sân khấu. Tôi nghĩ rằng là chị Ngọc không chỉ là một nhà văn đơn thuần, mà chị Ngọc là một người mà tôi cũng phải cần học hỏi nhiều, vai trò là còn là diễn viên, nghệ sĩ nữa. Thì khi mà chị diễn lạ lắm, chị không có giống ai cái nét diễn của chị đó. Lúc nào cũng là cái nghệ thuật, lúc nào cũng là trong đầu, nghĩa là lúc nào cũng muốn đem tất cả những cái gì mình hiểu biết để mà cho mọi người. Thì hôm nay em đã làm được một cái chuyện này rồi thì chị rất là vui. Và Phương Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc chính là khách mời của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, chào chị Minh Ngọc ạ. Cảm ơn chị rất nhiều đã cùng dành thời gian cho khán giả của Việt Nam Ngày Mới ạ. Chào Thảo và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Dạ, trước hết thì chắc là Phương Thảo cũng xin được gửi một lời chúc mừng khi mà Cô Đào Hát đã chính thức được đến tay độc giả, và đặc biệt hơn là chị đã có một cái buổi ra mắt sách rất là tình cảm, rất là ấm cúng và chắc chắn là một cái kỷ niệm đẹp cho mình, đúng không ạ? Nhìn lại cái buổi ra mắt sách của mình thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Dạ, thì phải nói cực kỳ là cảm động, tại vì không nghĩ là mình làm được điều này ở cái tuổi này. Cái cảm giác là bây giờ mỗi ngày còn thấy còn sống là thấy mừng rồi. Rồi đó là không những còn sống mà còn được viết nữa, rồi viết được rồi làm ra sản phẩm còn được bà con đón nhận nữa. Dạ, thật sự thì khi mà theo dõi về hành trình của chị Minh Ngọc á, thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người cảm thấy khâm phục. Và cái hành trình của mình á, đang được có thêm một cái dấu mốc quan trọng nữa, đó chính là Cô Đào Hát. Một quyển sách mà tập hợp lại những cái kịch bản mà mình đã làm. Bây giờ thì sách được in rồi, chính thức đến tay mọi người rồi. Điều mà chị cảm thấy hài lòng nhất về Cô Đào Hát là gì ạ? Cái chăm chút của từng bạn tham gia vô cái dự án này. Ngay cả năm ngoái mà làm một cái bìa khác của anh họa sĩ cũng nổi tiếng là anh Đinh Trường Chinh, con của họa sĩ nổi tiếng Đinh Cường á. Nhưng mà cái tựa là cứ phải đổi. Mà hóa ra Cô Đào Hát lại là giống như cái mẫu số chung của các vở trong đây. Ngay cái vở đầu tiên là vở Vầng Trăng Ai Xẻ đó, là mình có được là viết để mừng Sài Gòn 300 năm. Thì thời gian được ngồi cạnh cô Bảy Phùng Há, thì cứ ngồi nghe cô nói về cái vị thế của Đào Hát. Cô nói là Đào Hát trong vai diễn cũng như bước ra đời cũng phải giữ những cái mực thước để người ta tôn trọng cái nghề mình. Thành ra cái Vầng Trăng Ai Xẻ khi thâu hình á, cô nói với mọi người, cô Ngọc cổ viết về đời tôi đó. Dạ, chỉ là một cái tựa sách thôi đó, nhưng mà nó là một cái câu chuyện, nó là một cái nội dung rất là sâu xa mà chị Minh Ngọc muốn giới thiệu và muốn gửi gắm đến cho người đọc, đúng không ạ? Đây là một cái quyển mà như chị nói thì sinh viên ở trường sân khấu điện ảnh, dạ, hoặc là những cái thế hệ đi sau theo cái con đường này của mình có thể xem như là một cái tài liệu tham khảo. Như vậy thì chị mong muốn rằng là khi mà mọi người đọc quyển này, đọc kịch bản của chị, thì mọi người sẽ đi con đường như thế nào trong cái nghề này?
Minh Ngọc cũng có lúc là đi dạy cái môn gọi là lịch sử sân khấu Việt Nam, thì cũng có yêu cầu là mỗi sinh viên cứ giả sử như mình là soạn giả đi, thì mình sẽ chọn đề tài gì. Mà mình luôn luôn khuyên mọi người là làm gì thì làm, không được đụng hàng. Có nghĩa là trước mình chưa ai viết, và sau mình ai viết giống mình là người ta bắt chước. Thành ra mình cũng rất mong là sáng tạo yêu cầu tinh thần sáng tạo tất cả mọi chuyện. Ngay cả những tiền bối đi trước như thầy Nam Châu đã lấy từ những cái nguồn gốc, những cái kịch bản của Shakespeare, Victor Hugo để chuyển thể, thì ông cũng việt hóa rất là ngọt. Ngay cả chúng ta cũng có gương lộng Hồ Hữu Chánh, những ngọn cỏ gió đùa, những chúa tàu Kim Quy. Và thậm chí ông đã chuyển cả chuyện của Dostoevsky, là họ đã việt hóa được tất cả những cái gì mà nước ngoài có thể thâm nhập vô và biến thành cái của Việt Nam. Dạ. Nghề nghiệp nó cuốn mình đi, đời sống nó cũng cuốn mình đi, đúng không ạ? Sau rất nhiều những gì mà mình đã trải qua thì Phương Thảo cũng muốn hỏi thêm một chút là không biết hiện nay thì cuộc sống thường ngày của chị nó sẽ như thế nào ạ? Mình thì đang ở trên đất Mỹ mà phân làm hai vùng, nghĩa là đang ở Texas, nhưng mà nóng thì lái xe đi lên, thì nhà chỉ còn có mình với ông xã thôi. Còn mấy cô cậu thì đã bay nhảy các nước rồi. Trước đây thì Ngọc rất là không có rành về nội trợ, nhưng mà bao giờ cũng lấy điểm ông chồng trước khi đi về là cũng chuẩn bị nấu nướng thức ăn cho cả tháng để mà đi khi lúc vắng ở nhà thì ông cũng có đồ ăn, và ông rất thích đồ ăn Việt Nam của một mụ vợ mà rất không hề chuyên nghiệp nấu nướng. Tức là bây giờ là chị chăm chút và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đúng không? Dạ. Yeah. Dạ, em vẫn còn nhớ là hình như có một cái lần nào đó anh Hữu Châu anh chia sẻ rằng là chị Ngọc là chỉ có biết nấu đúng nồi là nước sôi thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà chị dành khoảng bao nhiêu thời gian cho cái công việc của mình và bao nhiêu thời gian thì mình sẽ làm các cái hoạt động xã hội này? Em thấy chị hiện giờ cũng tham gia rất là nhiều những cái hoạt động như vậy. Có thể là cũng cố gắng kết hợp thôi, nhưng mà Ngọc có một cái nhóm gọi là Ngọc Trong Tim, là giúp những cái tài năng khuyết tật được đi qua Mỹ diễn. Và sau 15 năm có nghĩa là tụi này đào tạo được chính các bạn khuyết tật đó đứng ra tự điều động lấy. Và tại vì lâu nay công việc tụi này làm từ thiện cũng chỉ là cái cầu nối thôi. Thì bây giờ để có biết cách điều hành một cái tổ chức phi chính phủ như vậy và có thể kiếm tài trợ và điều động đưa các bạn qua để tiếp tục làm nữa đấy, thì tương đối bây giờ có thể nói là đào tạo được rồi. Luôn chân luôn tay như vậy mệt không chị? Nhưng mà mình trong lúc mình làm mình được nhiều hơn là mình mất. Chị ráng giữ sức khỏe nha. Cố gắng. Dạ, tại vì chắc chắn là mọi người sẽ rất là mong chờ trên cái hành trình bước đi tiếp theo trong cái sự nghiệp của mình. Cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều, bởi vì chị vẫn đang đi những cái bước đi có thể nói là khiến cho nhiều người cảm thấy được truyền cảm hứng. Và đặc biệt là cảm ơn chị ngày hôm nay dành thời gian cho chương trình ạ. Rồi, cảm ơn các bạn và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Dạ. Yeah. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì cuộc trò chuyện của Phương Thảo cùng với chị Minh Ngọc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe cuộc trò chuyện này. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.